hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của Việt nha. Thì đến với chủ đề ngày hôm nay thì Việt sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể thắng được dân tự chiến một cách rất là đơn giản nha. Với cái này thì chúng ta phải cần có một tem 4 hoặc là có thể tem khác cũng được, nhưng phải cần loa mic để có thể giúp chúng ta thắng được tự chiến nhá. Ok. Với màn đầu tiên của dân tự chiến thì chúng ta sẽ bắn như bình thường. Chúng ta có thể gắng bắn thắng cũng được mà thua cũng được. Nhưng nếu thắng thì chúng ta sẽ được nhiều vàng và tốt hơn. Nếu thua thì có thể không sao cả nha. Cái này Việt sẽ hướng dẫn. Màn này đây, nhưng mà nó lại vào màn đầu tiên. Thì màn đầu tiên chúng ta có thể bỏ qua cũng được, không sao cả nha. Ok. Tháp đồng hồ với lại lượng cái khí sẽ rất dễ để có thể thắng được hạt tuyệt chiến trong này nha. Ok. Nếu lặt một chút cũng không sao đâu nha, bởi vì mình có nhiều máu với lại mình sẽ lên trên tầng 3 luôn nha. Ok, sẽ ngồi ở góc này. Bây giờ chúng mình sẽ bịt hết băng keo. Ok. Lên này hiểu rồi. Mình sẽ bịt hết băng keo nha. Bom sẽ không lên được ở trên này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi ở chỗ này. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi ở đây để đợi vòng bo thu nhé. A few moments later. Nếu chúng ta có càng nhiều alloc thì càng hay thôi. Alloc với lại chứ không sao cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắn máu nhé. Ok, tem bạn rất là dai nhá, vẫn chưa có ai nằm xuống luôn. Rất gắt. Ok, như vậy chúng ta đã win nha. Rất là đơn giản không? Ok, với map lang thông chúng ta sẽ bỏ qua đi. Hoặc nếu có thể chúng ta cũng có thể thử, nhưng mà này chúng ta sẽ bỏ qua. Đấy, anh em thấy dễ thắng chưa? Chúng ta chỉ cần 80 máu là thắng. Pha vừa rồi mình đã chắc. Nếu có alloc thì càng dễ thắng hơn. Nếu cả 4 thành viên đều có alloc thì alloc nâng cấp level max thì chúng ta có thể đạt tới full máu. Đó là 4 người thì có thể đạt được 200 máu. Bởi vì alloc level 8 có thể bật được 80 máu ạ. Ok, màn này chúng ta sẽ càng bắn thắng nhé. Màn này chúng ta vẫn có thể chơi được vì cái nhà gỗ này chỉ có thể chơi được như bắn có thể chơi được nhá. Màn này chúng ta chỉ cần mỗi lượt bắn quả bông keo là có thể chơi được. Ok, xem bạn còn người nữa đang ở đâu. Nếu mà tem chúng ta yếu thì chúng ta sẽ giữ cách là đặt bông keo nhá. Rất là dễ thắng tự chiến như thế này. Ok, màn này chúng mình sẽ mua hết bom keo lại nha. Chúng ta sẽ cần 8000 máu. Ok, chúng ta sẽ chạy nhanh lên trên kia để chặn tem bạn công. Lại tiếp tục dùng chiêu trò như thế này.
A few moments later. Ok, vòng bò đang thu rồi. Ok, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên cho Viện một like và một subscribe để ủng hộ Viện nha. Ok, chào các bạn nha.